Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang đứng ở sân bay Côn Đảo này mọi người. Thì mình quay sơ một vòng ở đây cho mọi người xem ha. Đây là ở sân bay Côn Đảo thuộc Bà Rịa Vũng Tàu này mọi người. Thì mình thấy một cái vật hết sức là giá trị luôn. Nên mình đây mình quay cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại đây nha mọi người. Đây giới thiệu cho mọi người những cái dòng ngọc trai này, tiền tỷ. Những dòng ngọc trai hết sức là nhiều tiền, tiền tỷ lận 300 mấy, 400 mấy triệu lần đó mọi người. Một cái dòng này là nửa tỷ bạc, ghê chưa? Đó, mình quay sơ trước cho mọi người xem để xem qua một vòng nha mọi người. Lát nữa mình sẽ quay hình. Đó, cái này là 400 mấy triệu này mọi người, cái dòng này nè. 400 mấy triệu đó. Cái dòng ngọc trai đen này nó mắc tiền hơn, mà cái giá nó nằm ở phía sau, nó không coi được. Nó rớt xuống phía sau, mấy cái kia nó để lên cổ đó. Đó, mọi người thấy chưa? Tiền không là tiền luôn á. Ngọc trai mắc như vàng vậy. Ngọc trai này ngọc trai của Côn Đảo luôn á mọi người. Không biết thật giả hư thật hư thế nào, nhưng mà giá tiền là như vậy. Mình thấy vậy mình quay cho mọi người xem thôi. Mình chia sẻ những cái gì mình thấy cho mọi người xem. Mọi người có quyền đánh giá nha. Đó, mọi người thấy chưa? Tiền không tiền hết chưa? Cái dòng đó là khoảng 40 mấy triệu, dòng đeo tay đó mọi người. Còn cái dòng đeo cổ là mấy trăm triệu á, 400 mấy 500 triệu gì đó. Còn cái dòng đeo tay này là 42 triệu đó mọi người. Một cái dòng đeo tay khoảng 40 mấy triệu đó. Gần 50 triệu ha. Hai cái là gần 100 triệu rồi. Cái dòng này là 142 triệu 500 ngàn này. Cái dòng này vẫn là lớn, nhưng mà tùy theo cái ngọc trai á mọi người. Tùy theo ngọc trai thì nó lớn hay nó nhỏ là nó giá trị cao hay là thấp nha mọi người. Không biết nó tính nó tuổi ngọc trai như thế nào mình không biết ha. Mình đi thấy mình qua cho mọi người xem nha. 62 triệu vòng đeo tay này mọi người. 62 triệu 100 ngàn. 62 triệu 100 ngàn. À đúng rồi. Đó, ghê chưa? 30 mấy triệu rồi. Ghê chưa mọi người? Hai vòng rồi mất 100 triệu rồi. Dòng đeo cổ thì nó lớn hơn, nhiều tiền hơn. Mình đang có dịp mình đi ở dưới sân bay đây, mình đi mình thấy cái này nó giá trị nó nhiều quá, nên sẵn tiện mình quay lại cho mọi người xem nè. Cái dòng này là 8 triệu rưỡi nè. Quay lại cho mọi người xem. Ai có nhu cầu thì mua, không có thì xem đỡ ghiền. Giá trị rất là cao. Rồi chúc mọi người xem vui vẻ nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau. Bye bye.